Đừng vội bỏ qua vì bạn sẽ đánh rơi mất cơ hội sở hữu cho bản thân bộ sưu tập áo đặc biệt của Spyroom. Link mua hàng ở dưới phần mô tả. Trước khi vào clip, mình xin giải thích khái niệm thiên đường hạ giới trong tiếng Anh là Utopia. Từ này được sử dụng lần đầu tiên trong cuốn Utopia của Sir Thomas More, dùng để chỉ một xã hội lý tưởng hoàn hảo về mọi mặt. Trong cuốn sách của ông, người dân Utopia làm việc không vì tiền bạc của cải. Mỗi người đều tuân theo nhiệm vụ xã hội của mình, đến giờ ăn tất cả ngồi ăn chung và thậm chí có cả trường hợp nuôi con chung. Vào năm 1928, miền Bắc Brazil bao trùm trong một không khí háo hức bởi mọi người tin rằng mình sắp chào đón một vị khách mới. Một người đến với lời hứa hẹn sẽ hồi sinh nền kinh tế lay lắt và mang cho họ một cách sống hoàn toàn mới, Henry Ford. Các tờ báo địa phương bắt đầu loan tin khắp nơi về người hàng xóm tương lai, những tin đồn ở khắp mọi nơi. Nhiều người cho rằng Ford sẽ xây một đường tàu tới biển hoặc một nhà máy xe hơi mới. Và trên hết, họ muốn biết khi nào thì ông ta đến nơi. Sự thật thì nguồn đầu tư của Ford vào Brazil chỉ là một phi vụ làm ăn mạo hiểm. Sự độc quyền của Anh Quốc trong lĩnh vực cao su tại Sri Lanka đã làm tăng giá các xe Model A, nên ông ta muốn tìm một nguồn cung cấp mủ cao su mới để công ty ô tô Ford có thể tự sản xuất lốp xe, từ đó giảm chi phí. Nhưng tầm nhìn của Ford còn xa hơn thế. Mục tiêu của ông không đơn giản chỉ là vận chuyển cao su trở lại trụ sở công ty tại Dearborn, mà là xây dựng một thành phố lý tưởng trong mơ, một thành phố có được sự hòa hợp với lý tưởng mà Ford đã đấu tranh trong cả cuộc đời và mang lại tương lai cho phần bị lãng quên của trái đất. Và thành phố đó phải mang tên ông, Fordlandia. Thật không khó để đánh giá mức độ phủ sóng mà Henry Ford đã tự mình xây dựng vào thời điểm đó, cho dù ở Brazil, châu Mỹ hay bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới. Vào thời của ông ta, cái tên Ford gắn với lời hứa hẹn long lanh về cuộc cách mạng khoa học công nghệ như Steve Jobs hay Mark Zuckerberg, hay thậm chí là còn hơn thế nữa. Trong một thập kỷ từ sau khi thành lập ở Dearborn, Michigan vào năm 1903, xe hơi Ford đã cách mạng hóa ngành sản xuất ô tô bằng cách cho ra mắt dây chuyền lắp ráp, chia nhỏ các khâu trong một chuỗi các bước lắp ráp xe hơi phức tạp, cho ra đời mẫu xe flagship Model T, nhanh hơn bất kỳ phương thức nào trước đây, giúp công ty có được thành công trên toàn cầu. Nhưng sự đổi mới của Ford được cho là không phải là về công nghệ, mà là về xã hội. Ông có được sự tôn trọng bởi cách cư xử công bằng với nhân viên, và vào năm 1914, ông tuyên bố rằng tất cả các công nhân của Ford sẽ nhận được mức lương $5 một ngày, tương đương với $120 ngày nay. Ford tin rằng đối xử công bằng sẽ làm công nhân của mình trở thành công dân có trách nhiệm hơn, từ đó gắn kết thị trường dựa theo khách hàng. Với các nhà máy lắp ráp, Samuel Marquis, một trong những người đứng đầu của phòng quan hệ nhân viên của Ford, đã tuyên bố rằng xe hơi của Ford chỉ là sản phẩm phụ của sự nghiệp của ông ta, đó là tạo ra con người cho xã hội. Nhưng một vài tư tưởng xã hội của Ford thật rất độc hại, như chủ nghĩa bài Do Thái của ông mà đã được công bố một cách rất rộng rãi và nổi bật qua tờ báo mà ông ta tự in, tờ Dearborn độc lập, Dearborn Independent. Ông ta ngày càng trở nên tin rằng vai trò của ông ta trong việc thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội sẽ phải nằm ngoài các nhà máy và bao trùm lên toàn bộ các đô thị. Nhưng trong một số ý tưởng quy hoạch đô thị nhỏ của ông khá thành công, thì một dự án lớn hơn, một thành phố lắp ráp lớn được xây dựng ở phía bắc Alabama, dài 75 dặm, được cung cấp năng lượng từ sông Tennessee, cuối cùng cũng chỉ nằm trên giấy. Sau cùng, Ford chọn một địa điểm cho thành phố trong mơ của mình tại một địa điểm xa xa hơn về phía nam Alabama, vùng Amazon. Một công trường cho nền văn minh nhân loại. Vào những năm 1920, khu vực sông Amazon là một vùng đất lộn xộn. Vào cuối thế kỷ trước, vùng này được hưởng lợi từ sự độc quyền sản xuất cao su, với nhu cầu tăng lên như tên lửa và khả năng vận chuyển dễ dàng theo đường sông. Các thành thị dọc bờ sông dần dần tăng lên, với những người đi tìm kiếm sự giàu có, đã nối các tuyến phố với những ngôi nhà sang chảnh. Belém ở cửa sông trở thành một cảng sôi động nhất Brazil. Ở phía thượng nguồn, Manaus trở nên nổi tiếng bởi tổ hợp nhà xa hoa Amazon Theater. Việc canh tác cây cao su chưa bao giờ được tiêu chuẩn hóa,
trông chúng quá gần nhau sẽ khiến chúng bị lây bệnh tàn rụi và các loại ký sinh. Và mặc dù những cây cao su này chỉ phát triển tại nội địa Brazil, các công ty giống cây trồng quả quyết rằng họ có thể thử trồng nó ở các vùng nhiệt đới khác, nơi mà chúng không có kẻ thù tự nhiên. Người Anh bắt đầu trồng cao su ở vùng Sri Lanka sau khi một vài hạt cây cao su bị tuồn ra khỏi biên giới Brazil. Và vào đầu thế kỷ 20, sản lượng nơi đây đã hoàn toàn vượt khỏi Brazil. Vùng lưu vực Amazon dựa dẫm quá nặng vào sản xuất và buôn bán cao su đã hoàn toàn bị hủy hoại. Chúng tôi không tới Nam Mỹ để làm tiền, mà để phát triển vùng đất màu mỡ tuyệt vời đó. Bắt đầu từ sự thất bại của kế hoạch phát triển Alabama, Ford nhắm đến vùng Amazon bị khủng hoảng kinh tế như một địa điểm tiềm năng để tái khởi động tham vọng xây dựng thiên đường hạ giới. Ông ta nói rằng ông quan tâm đến vùng đất đó sau khi được người bạn thân, cố Tổng thống Theodore Roosevelt kể về chuyến hành trình dọc theo con sông. Việc tăng giá cao su làm cho ông có cái nhìn thực tế về ước mơ của mình hơn. Trong suy nghĩ không tưởng của mình, kế hoạch trồng cao su ở vùng Amazon của Ford là một công trường cho sự khai hóa văn minh. Ông tin rằng những giá trị mà làm công ty của ông thành công có thể tạo ra được khí lực cho bất kỳ nơi nào trên hành tinh. Và năm 1928, ông đã đi xa đến mức tuyên bố: "Chúng tôi không cần tới Nam Mỹ để làm tiền, mà để giúp phát triển những vùng đất màu mỡ tuyệt vời đó." Bước tiến này cũng thể hiện sự chán ngán của ông với nước Mỹ và tham vọng bắt đầu từ một vùng hoang tàn ở rừng Amazon trong tác phẩm Lịch sử vùng đất Forlandia. Greg Grandy có viết: "Sức mạnh của nền công nghiệp tư bản được giải phóng làm xói mòn thế giới ông ta muốn khôi phục." Thỏa thuận với bang Pará thuộc Brazil không mang lại lợi ích cho Ford. Ông được quyền canh tác một vùng đất rộng 5.625 dặm vuông, xấp xỉ 14.568 km2 ở sông Tapajós, một nhánh sông của Amazon, với giá 125.000 USD. Sau đó người ta phát hiện rằng những người của Ford đã động tay động chân gì đó. Theo luật thì ông ấy có thể được sử dụng vùng đất ấy mà hầu như không phải mất gì. Tuy nhiên, thế cũng là đủ cho Ford để có thể thực hiện lý tưởng cuộc đời ở giữa rừng. Như Grandin đã viết, Ford có quyền điều hành Forlandia như một nhà nước riêng biệt. Cuộc chiến đấu cam go của Ford. Địa điểm đặt Forlandia đã được chọn nằm trên đỉnh một gò đất để bảo vệ nó khỏi lũ lụt. Những điều này có nghĩa là nó xa vùng nội địa đến mức mà một chiếc phà chở vật liệu xây dựng không thể vượt qua được vùng nước lởm chởm đá ngầm của sông Tapajós cho đến tận mùa mưa. Một nhóm người được tập hợp ở vùng đất tương lai của thành phố vào cuối năm 1928. Phẫn nộ vì nguồn cung cấp thực phẩm bị hư hỏng đã trỗi dậy chống lại người lãnh đạo. Vật liệu xây dựng không tới được Forlandia cho tới tận đầu năm 1929. Việc xây dựng cuối cùng cũng được bắt đầu với sự chỉ huy của kiến trúc sư gốc Na Uy, Einar Ostholm, người giám sát việc tạo hình cơ bản cho đường phố ở Forlandia. Thành phố được xây với một khu dân cư biệt lập, The Villa Americana, để cho những người Mỹ làm việc ở đây. Grandin chỉ ra rằng, sự phát triển ở đó tách biệt hẳn so với khu nhà ở của công nhân Brazil. Nó hơi lạc quẻ một chút như mối quan hệ giữa vùng ngoại ô và khu thành thị. Khu Villa Americana có cảnh quan tốt nhất thành phố và là nơi duy nhất có đường ống nước, trong khi khu nhà ở của người Brazil chỉ được cấp nước bằng giếng. Thành phố được trang bị với bệnh viện, trường học, máy phát điện và một xưởng cưa. Và cuối năm 1930, tòa nhà biểu tượng của nó được ra đời, một tháp nước, ngọn hải đăng của sự hiện đại hóa trong kế hoạch khai hóa văn minh của Ford. Nhưng nó vẫn phải đối mặt với cuộc chiến trên đời, uphill battle, từ đề chỉ việc gặp khó khăn giống như việc đánh nhau từ dưới đồi lên. Dọn rừng là một công việc khó nhọc và mặc cho việc trả lương hậu hĩnh của Ford, công nhân làm việc này luôn trong tình trạng thiếu thốn. Gỗ vùng rừng Amazon mà ban đầu Ford hy vọng có thể bán được kiếm lời cho đến khi cao su có thể được khai thác đã chứng tỏ sự vô dụng của mình. Tờ báo địa phương lúc đầu thân thiện và ủng hộ, sau lại quay lưng với Ford và dự án của ông. Trong khi đó, Ford mong muốn rằng thành phố sẽ cấm rượu bia, nhưng để kiểm soát điều đó là bất khả thi. Ostholm cũng không làm quản lý được lâu, trong 2 năm đầu thành phố qua tay vài đời quản lý. Khi mà mọi người bắt đầu dần ổn định ở Forlandia, bạo lực đã bùng phát vào ngày 20 tháng 12 năm 1930. Ở quán cà phê của những người công nhân,
nơi mà những người thợ lành nghề được tách khỏi lao động phổ thông, một cuộc tranh cãi đã xảy ra giữa giám sát viên Kyle Stanfield với Manuel Caetano, một người thợ xây làm việc trong thành phố, công nhân tập hợp đằng sau Serrano, phá hoại thành phố, máy phát điện, dây chuyền sản xuất và cả nhà của chính họ. Đội ngũ quản lý Forlandia đã thành công trốn thoát bằng tàu thủy. Họ gần như đã dập tắt được bạo động, nhưng chỉ bởi vì năn nỉ người phi công Jan Triple của hãng Pan Am hộ tống họ vào vùng quân sự bằng một trong những máy bay của ông. Sau sự cố này, Forlandia có một bước chuyển mình. Ford cuối cùng đã tìm được một quản lý thành công, Archibald Johnson, người đã làm xoay chuyển cục diện của thành phố sau cuộc nổi loạn. Lát đường phố, hoàn thành nhiều hạng mục thiết yếu của thành phố và bắt đầu làm con đường kết nối Forlandia với vùng lãnh thổ to lớn của Ford với con sông. Có lẽ dưới sự quản lý của Johnson, thì Forlandia mới có thể tiếp cận gì gần đến lý tưởng ban đầu của Ford. Ông mang lại khá nhiều tiện nghi cơ bản của nước Mỹ đến trung tâm lưu vực Amazon, đặc biệt là một địa điểm giải trí để chiếu phim Hollywood và nhảy múa. Cơ sở y tế và giáo dục cũng phát triển. John đã đặt những sắc lệnh mà Ford ban ra vào đúng chỗ, bao gồm cả một chế độ ăn uống nghiêm ngặt, mặc dù việc kiểm soát đồ uống có cồn vẫn còn khó khăn và nhấn mạnh vào việc làm vườn. Nhưng vẫn còn một vấn đề tồn đọng, Forlandia vẫn chưa sản xuất được cao su. Rừng nhiệt đới vẫn được dọn sạch, nhưng những nỗ lực trồng cao su lại mang lại kết quả thảm hại. Số ít cây bám rễ được thì nhanh chóng bị bệnh tàn lụi đeo bám. Để đối đầu, Ford mang đến chuyên gia thực vật học Jim Aguirre, người chọc giận Johnson vì áp dụng một đống các phương thức canh tác xa xỉ và sau đó vào năm 1936 yêu cầu xây dựng một vùng quy hoạch thứ hai trong lãnh thổ của Ford mang tên Belterra. Sau đó một năm, Ward rời khỏi Forlandia mà không báo trước với bất kỳ nhân viên nào và không bao giờ quay trở lại. Mặc dù sống lâu hơn lý do kinh tế của nó, Forlandia và Beretta cũng chỉ sống được gần chục năm. Khi mà dây chuyền sản xuất ô tô của Ford bắt đầu dính líu đến Thế chiến thứ hai, cơ sở của ông ở Brazil bị quân đội Mỹ chiếm dụng. Khi cuộc chiến đi đến hồi kết, Henry Ford trong tình trạng sức khỏe tồi tệ, quyền quản lý công ty rơi vào cháu trai Henry Ford đệ nhị, người nhanh chóng cắt bỏ những chi phí thổi phồng của công ty bằng cách bán những tài sản kém lợi nhuận. Forlandia là nơi bị chạm đầu tiên. Ford II bán nó cho Brazil với giá bằng một phần nhỏ ông nội đã bỏ ra. Thời điểm tin tức Forlandia được bán đến nơi đây, các cư dân Mỹ ở đó quay về nhà, mặc cho cư dân Brazil ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái chết trong im lặng. Trái ngược với sự hào hức khi nó được xây dựng, cái chết của Forlandia thật sự yên bình, trang thiết bị và máy phát cứ bị để lại ngày qua ngày, cho đến khi bị rỉ sét và hỏng hóc dưới khí hậu Amazon. Tòa tháp nước vẫn đứng sừng sững, cho dù không còn chút nước nào, và logo Ford đầy tự hào đã faded từ rất lâu. Vào thập kỷ trước, Forlandia có một chút phục hưng. Một phần là lý do văn hóa, lịch sử của nó đã xuất hiện ở một số tờ báo, phim tài liệu và thậm chí là âm nhạc. Nhà sản xuất theo chủ nghĩa tối giản của người Iceland Jóhann Jóhannsson đã cho ra album vào năm 2008 lấy cảm hứng từ thành phố. Mặc dù dân cư nơi đây sống lay lắt với con số dưới 100 người trong vòng vài thập kỷ, nó đã tăng lên khoảng 3.000 người vào những năm gần đây. Ngày nay, hầu hết cư dân không quan tâm đến lịch sử của Forlandia. Tôi tin rằng dân số ở đây tăng lên vì lý do kinh tế chứ không phải vì tinh thần của Forlandia. Nhưng vẫn còn những người nhớ đến quãng thời gian họ sống ở Forlandia. Vào năm 2008, Charles Townsend, cư dân trước đây của Forlandia quay trở lại nơi đây với người thân. Nhìn thấy một trường học, ông đã chạy tới trước camera, hăng hái bắt chuyện với bọn trẻ con. Ai ở đây sinh ra tại Forlandia? Ông hỏi bọn trẻ bằng tiếng Tây Ban Nha trôi chảy. Cùng với tiếng đáp lại của bọn trẻ con, ông ta nói, ta cũng sinh ra ở Forlandia đấy. Những đứa trẻ này không có cơ hội tốt để học tập tại ngôi trường hiện đại như những cư dân thế hệ đầu tiên của Forlandia được hưởng. Nhưng ở một phương diện nào đó, chúng nó tốt hơn hẳn những người trước đó. Forlandia được tạo ra như một đứa con tinh thần của một trong những chùm tư bản tham vọng nhất thế giới và nó thất bại. Có lẽ nó làm tốt việc của một thị trấn bình thường hơn. Tiêu đề bài viết do người dịch đặt, tựa gốc Forlandia, The Failure of Henry Ford. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Nut. See ya!